Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Lâu lắm thì hôm nay em mới lên video. Và hôm nay thì được giới thiệu với các bác đấy là mẫu dìu các bác nhá. Đấy, em cũng bán ở bên ngoài rồi, bên sàn shop đấy rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mới có thời gian để đăng lên kênh các bác nhá. Đấy, thì mẫu dìu này là được rèn từ thép xoắn Liên Xô các bạn. Đấy, cái này các bác có thể chặt củ cùi này, chặt xương đều được các bác nhá. Đấy, và lưu ý là cái này thì không cán các bác, không cán. Đó, nên là các bác nào về thì sẽ tự mua cán về tra vào nhá. Đấy, và cái bản rộng, cái kích thước thì bản rộng của cái lưỡi này thì nó sẽ rơi khoảng 8, gần 8 các bác nhá. Và chiều dài của cái dìu này thì nó sẽ là 20 đến 21 cm. Đấy, và trọng lượng thì sẽ là 1 cân đến 1 cân 1 các bác. Đấy, cái này rất là đầm tay, nên là các bác nào có nhu cầu mua để chặt cây này, đốn củi này, đấy, thì các bác có thể là mua về dùng nhá. Và đoạn thì cái link shop pe thì em cũng sẽ để bên dưới đấy, hoặc là bác nào không biết đặt thì các bác có thể liên hệ qua số em để ở tiêu đề các bác nhé, qua số em để ở tiêu đề. Thì nếu bác nào mà đặt trực tiếp trên sàn thì giá nó sẽ khác, còn khi các em ship ngoài thì nó sẽ khác các bác nhé. Đấy, nên là ship ngoài thì giá cũng sẽ rất là hữu nghị thôi các bác. Đó, đây là thép xoắn Liên Xô. Đấy. Và hàng bên em thì hầu như là hàng gì thì cũng bảo hành, tất cả các mặt hàng đều bảo hành cho các bác nhé, nên là các bác yên tâm. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ bên em nhé. Rồi, xin chào tất cả các bác.